Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì mình đang có mặt trên xà lan của em Ba để quay cái cuộc sống xà lan như thế nào cho các bạn xem đây. Sau khi nhận hàng xong thì anh em xà lan bắt đầu gỡ tàu như thế này đó các bạn. Bỏ là mình gỡ xà bông hết toàn bộ luôn hả vậy Phan? Sau lái với trên môi đó ha. Mấy anh bên đây thì cũng đang bắt đầu gỡ nè các bạn. Mấy anh nào thì cũng nhiệm vụ là cao cả là phải gỡ cho sạch sẽ chiếc tàu. Anh bên đây bàn cái đống cát đẹp quá. Hiện tại ở đây là 3 chiếc rồi. Nói chung là nhận hàng xong là cái nhiệm vụ là của mấy anh tài công hay là thuyền trưởng, thuyền máy, thuyền pháo gì, đội trưởng, đội gì đó thì cũng gỡ tàu như thế này đây các bạn. Ê Phan ơi, anh thấy cái nước sơn này hình như là đi nó bị dính phấn á, phải không? Anh rửa rỡ ra rồi nó xanh lét rồi. Xanh hả? Tại vì nắng vô, cái này do nắng vô. Cái này nè các bạn, ở trên nắp mui nè. Giống như là nắng nóng quá rồi nó bị phơ rồi nó chốc cái nắng sao nó đi cái gì nè. Cái nó dính nước sơn màu xanh vô luôn á các bạn. Còn ở dưới này thì không có, ở dưới này cái màu nó tươi hơn thì nó không có nè. Đây là cái nhiệm vụ chính lộn. Cái nhiệm vụ mà thường ngày em Phan đang làm á. Nó nhận hàng xong thì rửa tàu như thế này đây. Đù. Sao không? Sao không xài vòi nước á? Quay mất cái đường ống rồi. Hồi gỡ có hồi có gỡ trên môi này không? Hên xui luôn hả? Gỡ trên môi luôn đi cho nó sạch. Ba cái thằng ổng gà dính quá trời luôn. Hồi lên lên môi lấy nồng lao đi anh qua tiếp cho. Bên bển hồi mấy ảnh cũng tắm gỡ chiếc xà lan bên bển nữa các bạn. Chiếc nào cũng tắm chân kìa, còn anh bên bển kìa. Anh đi tàu bên đây mà anh qua ban bên kia luôn à. Phải không? cái ông màu đỏ là đi tàu chuyến giữa phải không? Ông màu đỏ. Ông màu đỏ kìa phải không? Đi tàu bển đó. Đi tàu bển cả hả? Vậy mà tàu bển hồi nãy ông không ban cát bển mà ông đi qua đây ông ban xong rồi giờ ông chạy lại tàu nhà ông ban nữa nè các bạn. Anh này phải nói là cấp cho ảnh một cái bằng là siêng siêng năng, phải nói là đau đầu nhất. Anh đi tàu nhà xong anh đi qua bên đây anh ban cát bên đây. Xong rồi đầu cái mới về tầng nhà ban lại sao. Quá trời sữa đóng cát đẹp rồi. Sạch sẽ rồi các bạn. Còn cho cát thì nó nhẹ hơn hàng khô chút xíu ha. Nè cái đóng cát nè rửa sạch sẽ rồi nè. Nó giờ nãy nay nãy giờ dọn dẹp thôi. Rồi chiều rồi mới bắt đầu tụ họp đây để mà ăn nhậu các bạn. Giờ thì tới rửa trên phần cabin đây. Ủa Phan, cái vòi nước này là của nước ở trong hầm cát hay là ở ngoài sông vậy? Nước hầm cát. Nước hầm cát bơm rửa luôn hả? Trời ơi, bơm lên cát luôn nè các bạn. Đau đầu thì chứ. Khó rồi. Rồi lấy cây rửa. Lâu bên bển cặp thêm một chiếc nữa kìa. Anh bên bển mới vừa cạp xong các bạn. Lấy cây vệ sinh này đừng cho nó sạch sẽ, tối nhậu lăn cho nó đừng có dơ đồ. Quá trời anh bển anh kỹ rồi, anh ban cái đống cát mà sớm giờ chưa rồi nữa. Đang xây kim tự tháp ở bên bển này vậy. Đó, bây giờ thì rửa, châm nước vô lấy xì bông, trời ơi, lên cát luôn. Chưa rửa nó mà bơm cát lên mui luôn nè các bạn ơi. Tới công chuyện đi. Nước xong rồi, đổi lại nước xong. Vậy? Bơm lên cát quá, đổi lại nước xong rồi. Đổi ra nước sông rồi, cho sạch chứ rửa kia cát không ạ. Tối là cái này giống như là một cái sân thượng nha các bạn. Tại vì tối đi ra đây nhậu là phải nói là nó tới tiền luôn. cái ngày đi xà lan này phải nói là giống như là kiêm hết những cái thành phần mà ở trên cuộc sống này luôn. Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, chạy tàu, lau tàu, rửa tàu. Chung là cái công việc mà của đàn ông hay là phụ nữ gì cũng đều làm hết trơn luôn nha các bạn. Vì công việc mà lau dọn quét như thế này đây. Thường thường là mấy chị em phụ nữ làm nhiều nhưng mà khi mà đi xuống đây thì tất cả các thứ là mình phải làm hết. Trời ơi bò luôn rồi. Lau này cho nó bớt dính nước sơn nè. Cái giò nè. Đi mà nó dính nước sơn vô cái giò.
tại vì nắng quá trời nắng luôn. Chứ thường là nước sơn hải âu là mình nghe nói là hải âu là cái bột phấn nó hải âu hay là thế hệ mới ta quên rồi, là cái bột phấn các bạn nó không có chất keo, là đi nó dễ dính như thế này này, còn nước sơn kia là nó keo nó mạnh hơn, là nó ít, hình như là của hải âu hay gì đó. Còn của thế hệ mới là cái màu nó tươi hơn. Dạ, cái màu nó sao hết trơn, thấy không? Còn tới lớp sơn màu xám luôn rồi nè. Thử cái màu nó sao luôn. Bây giờ để mình đi qua bên mấy cái chiếc xà lan bên kia chơi. Chứ sẵn quay cho các bạn xem luôn nha. Bước mấy cái này phải chuẩn nha các bạn, không chuẩn cái là đi luôn á. Điện thoại thì là đi hết luôn á, đi gáo chọi luôn. Quay nữa quá trời, anh sửa đóng cát đẹp mà. Phải quay anh kỹ kỹ mới được. Quá trời, anh sửa đóng cát, anh nắng nót nãy giờ nè. Đều do hết trơn luôn, để giờ mình đi vòng đường bon đi dài vô. Anh bên đây trồng rau dữ trời lắm nha các bạn. Phải nói là chở nguyên cái chiếc xe lan rau củ quả luôn. Đây này, rau quế nè. Cải nè. Ủa cái này gì nữa trời, dừa hả? Ôi giống chuối vậy là. Ok đó không biết rồi. Rau găm rồi, rau càng cua xả. Mai có luôn. Rau càng ô hay gì đây. Hạnh có luôn các bạn, ớt nè. Rồi rau tằng nè. Ơi nhiều vậy. Rau là quý hiếm không các bạn. Như mấy rau tằng này là ở trên chợ ít có bán lắm nè. Thơm đi lắm. Ai mà ngạt ngạt mũi bứt một lá rồi đưa vô là mũi hết một cái là nó thông mũi liền luôn, tại vì nó có giống như là cái chất dầu vậy đó các bạn. Đây này là mình đang đứng ở bên chiếc thứ hai, còn chiếc em Phan ở bên bển. Chiếc bên đây cái đường đi, cái đường bon, cái quầy hầm hàng nó rộng dữ trời, đi đã thiệt. Nó anh dính từ lan rồi. Có có cho anh tàng hình luôn không? Cho anh lên tàng hình luôn mà. Sửa anh sửa đẹp đẹp đi, là người ta like mạnh lắm đó. Tông cát này giờ biết sửa sao đẹp đẹp. Dữ lắm rồi, bên đây nó bị thiếu thịt dữ lắm rồi. Anh bò đó xong rồi anh còn bò góc này nữa, rồi còn rửa tàu nữa. Có chiếc anh bên đây là anh khỏe nè, anh vô từ sáng tới giờ, bây giờ anh xong hết trơn, anh chỉ ngủ nghỉ không à. Ủa cái anh nói rõ đó, nãy đi chiếc này qua bển nữa rồi. Anh đó giống như là anh ban cắt mướn vậy các bạn. Là anh đi chiếc này nè, nãy anh qua đây anh ban chiếc bên đây, rồi xong rồi chiếc đó mới vừa cập vô đi bên bển nữa hay gì kìa. Giữ được. Đây để mình đi qua bên bển nè, đi qua cái chiếc bên đây. Đây chiếc bên đây mới vừa cạp vô nữa nè, chiếc bên đây cũng khẩm nha, nhiều nhiều ha. Nhưng mà chiếc bên đây là chiếc bên đây thì khẩm nó cũng vừa vừa phải thôi các bạn, không có nhiều. Này nữa bơm nước ra nữa là vừa rồi. Ồ này là lan đột biến nè các bạn, quá trời luôn ha. Để mình coi coi cây lan này. Ôi có bông luôn nè Tài. Cái này đem đấu giá chắc ngàn tỷ quá. Dữ trời vậy. Nè các bạn bông nè. Lan đột biến ha. Tía này chịu chơi ghê ta. Ôi các bạn thấy chiếc xà lan nhỏ nhỏ gì mà chở, phải nói là cái trọng trách của nó kinh khủng thiệt chứ. Thì chở nguyên một cái gia tài luôn nè các bạn. Còn anh bên đây thì anh trồng rau không à. Anh trồng rau đừng anh chống dịch không à, chứ không có trồng lan đột biến các bạn. Ngoài chiếc mũi cũng có rau mà ngoài sau thì có ớt. Đó, bây giờ tới bên anh này anh rửa rồi nè. Ok cầu thang đâu để lên ta. Để coi anh bên đây anh rửa làm sao. Ờ bên bỏ này bò lết bỏ nè.
Ây da, xíu chạp rồi trời. Ơi cái nóc mua bên đây rộng hơn bên kia. Ở bên đây anh có bị dính nước sơn dưới giò không? Có. Có nữa hả? Ủa kỳ ta. Trường này nó đâu có keo. Nó không có keo là nó dính vậy ha anh. Không, hồi nãy là mình nhớ là mình nhớ may mại cái như vậy rồi đó các bạn. Là nước sơn mà không có pha keo vô là nó bị kiểu giống như là nó bị bay màu, nó dính dính gì nè. Còn mà mình pha keo bóng vô rồi thì nó không có dính. Bên đây thì không rửa xe bông ha. Bên đây rửa xịt nước thôi. Bển này em pha rửa xe bông tại vì nó dính ba cái nước sơn á. Để tối mình đi với mình nằm ở trên đó thì nó bị dính vô áo vô đồ rồi nó dơ. Rồi bốn anh xà lan nè, tới công chuyện luôn. Bây giờ đó mình đi về tàu mình các bạn ơi, để đi qua tàu người ta hoài. Ngồi người ta gượt luôn á. Rửa tàu này xong rồi hồi là bắt đầu nấu cơm làm tàu ăn rồi, ăn cơm rồi. Là ngủ nghỉ xong đầu kia chạy. Xong chưa Phan? Xong hết trơn chưa?